Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình với chủ đề những lưu ý về mặt pháp lý cho doanh nghiệp trong việc tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ. Chương trình này được phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ của chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn năm 2021-2025. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Việt đã tìm hướng đi ở trên nền tảng số như là xây dựng các kênh nội dung, xây dựng các kênh bán hàng như một cách thức để hội nhập và phát triển mới trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là trong bối cảnh hậu Covid-19 như là hiện nay. Một trong những kênh phổ biến được doanh nghiệp sử dụng đó là YouTube. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy rằng là việc tranh chấp bản quyền trên YouTube có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp Việt với thiệt hại lên tới là hàng triệu đô la Mỹ. Các vấn đề pháp lý liên quan cũng rất phức tạp. Doanh nghiệp cần phải làm gì để bảo vệ mình? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Tại tọa đàm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt trên môi trường số do Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức mới đây, ông Tạ Mạnh Hoàng, CEO Schoolnet, chia sẻ câu chuyện cạnh tranh bản quyền giữa công ty mình và một chủ thể nước ngoài. Câu chuyện đã gây nóng dư luận và sự chú ý của đông đảo các nhà quản lý và doanh nghiệp. Theo đó, sau 8 năm phát triển và trở thành một đơn vị media có sản phẩm thu hút 2 tỷ lượt xem mỗi tháng trên nền tảng YouTube, giờ đây doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có sự cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ của anh là Entertainment One EO. Cụ thể, Ushu là một bộ nhân vật hoạt hình do Schoolnet xây dựng. Hiện trên kênh nội dung về nhân vật này thu hút hàng chục triệu người theo dõi, đang phải chịu vụ kiện vi phạm bản quyền nhân vật hoạt hình Peppa Pig của EO. Đến nay, hệ thống kinh doanh của Schoolnet đang bị gián đoạn bởi phải triển khai các hoạt động pháp lý để có cơ sở làm việc, phải tốn nhiều nguồn lực của công ty khi không thể đưa nội dung mới lên YouTube và triển khai các hoạt động kinh doanh với các đối tác. Thiệt hại trực tiếp hữu hình của công ty tính tới ngày 12 tháng 9 lên tới hơn 1 triệu đô la Mỹ. Chúng ta vẫn tiếp tục chứng kiến những các cái bài học về đắt giá về của các doanh nghiệp thông qua việc bị tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ cũng như bị lợi dụng về các cái lợi dụng và bị chiếm đoạt các cái tài sản sở hữu trí tuệ không chỉ trên thị trường trong nước mà cả ở thị trường quốc tế. Điều này cho thấy là chúng ta cần phải nhận thức cao hơn nữa về vai trò sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như hội nhập mạnh mẽ hiện nay. Trong cái quản lý về tài sản sở hữu trí tuệ thì luôn luôn là phải, thứ nhất là phải có những cái biện pháp để tra cứu, theo dõi, để xem là tài sản của mình có bị vi phạm hay không, và ngược lại là mình có vi phạm cái tài sản sở hữu trí tuệ của người khác không. Thì đấy là cái việc tối thiểu mà các doanh nghiệp phải làm khi ở ngay thị trường Việt Nam và ở bất cứ thị trường nào mà họ muốn phát triển sản phẩm của mình đến. Thưa quý vị, quyền sở hữu trí tuệ là vấn đề phức tạp, có chuyên môn sâu, và nếu không có sự trợ giúp về chuyên môn đúng thì việc giải quyết vụ việc là không thể có. Do đó, các doanh nghiệp cần phải tiếp cận một cách rõ ràng, chuyên nghiệp. Và chúng tôi sẽ có một buổi trò chuyện với luật sư để tư vấn cho quý vị cụ thể về vấn đề này. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đâu là những khó khăn về mặt pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam khi có những tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nói chung và việc tranh chấp bản quyền nói riêng? Thứ nhất, ngay từ cái người tham gia thực thi và hiểu biết và có khả năng để tranh biện bảo vệ cho cái quyền lợi ích hợp pháp của mình trên môi trường quốc tế chưa thực sự nhiều. Cái thứ hai, bản thân các doanh nghiệp khi tham gia trên các nền tảng này thì cũng rất giống như rất nhiều các doanh nghiệp cá nhân khác ở Việt Nam, đều thiếu sự tìm hiểu sâu sắc, thiếu sự tư vấn một cách chuyên nghiệp để tập trung vào vấn đề của mình. Trong cái câu chuyện của họ thì quá lớn, họ có những cái bộ phận pháp lý hàng trăm người với cái đầu cực kỳ do Thái để họ thiết kế lên những các điều khoản mà dường như phần lợi luôn dành về cho họ, phần đơn giản luôn dành về cho họ, khó khăn sẽ đẩy cho các người dùng. Các bên cứ việc đi kiện cáo nhau, chênh lệch về mặt địa lý, chênh lệch về mặt hiểu biết thực thi pháp lý, nó sẽ trở thành cái cản trở lớn nhất đối với Việt Nam. Khi có những tranh chấp xảy ra, theo luật sư thì doanh nghiệp cần phải làm gì ạ? Còn để doanh nghiệp mình phải chuẩn bị gì thì nhiều hơn những cái mà pháp luật quy định. Chẳng hạn như có hợp đồng rồi này, bạn mua mà thì bạn đưa lên mạng, xong là bị đơn vị khác đánh bản quyền,
thì bạn mua đó vẫn chưa đủ. Bạn phải biết được tác giả, bạn phải biết điều kiện ra được, hoàn cảnh ra được cái tác phẩm đó. Và trong bối cảnh đấy thì gồm có những bên liên quan là những ai, những ai có quyền đến đâu. Tìm hiểu càng kỹ, tức là ngoài cả cái hợp đồng bạn mua bán, tôi mua với chị, nhưng mà chị trước đấy là hợp tác với bà bốn ông khác, thì tôi phải tìm hiểu cả những ông kia xem họ có quyền đến đâu để tôi đưa vào trong hợp đồng này. Tôi bắt rằng chị muốn bán cho tôi sẵn sàng trả tiền cao hơn, nhưng phải có những ông kia đồng ý ký vào, bởi vì chị bán thôi là chưa đủ, còn những người khác. Mà cái quyền này không phân tách được, nó là một dạng tài sản chung hợp nhất, nhất là liên quan đến cái quyền liên quan, quyền khai thác, quyền biểu diễn, quyền kiếm tiền, quyền thương mại trong đó. Để giảm thiểu những thiệt hại không đáng có, doanh nghiệp cần phải lưu ý gì khi doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường số? Đầu tiên là các bạn phải nắm rõ được các điều kiện trên môi trường số mà bạn định tham gia. Thứ hai là gì? Bạn phải có một cái hiểu biết rất sâu về mảng liên quan đến các hợp đồng chuyển nhượng, liên quan đến sở hữu trí tuệ, liên quan đến bản quyền, đến lê sang. Ở trong này cần xác định thì đầy đủ các yếu tố liên quan, thậm chí đến cả các yếu tố rủi ro dự phòng có thể xảy ra trong vòng thời gian 5 năm, 15, 20 năm tới theo thời hạn mà được bảo hộ của luật sở hữu trí tuệ. Và cái cuối cùng, tức là ít nhất dù luật không yêu cầu, nhưng hãy cứ làm thủ tục đăng ký, bởi vì nó là một trong những cái cơ sở pháp lý đầu tiên khẳng định bạn có quyền đến đâu. Tại đó thì cái trung tâm bản quyền hay là cục sở hữu trí tuệ, cục bản quyền của Bộ Văn hóa gần như nó sẽ là trở thành một cái bộ lọc cho bạn về cái việc là những tác phẩm này đăng ký được không, tại sao không đăng ký được. Họ sẽ có những cái filter giúp cho những người kinh doanh trên môi trường mạng liên quan đến cái này sẽ hiểu rõ hơn và ít nhất sẽ loại trừ được một số rủi ro. Hy vọng là trong thời gian tới thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nắm rõ luật chơi và chủ động hơn trong công cuộc hội nhập nền tảng số để không vấp phải những thiệt hại đáng tiếc. Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.